Hai. Thêm một chiếc xe nữa đây. Yeah, the Vila Solex. Yeah. 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 How are you? Good. Good. You going home? Yes. I'm afraid. Oh, thank you. Which one you want? This one's good. Okay. Good. Thêm một chiếc xe Vila Solex nữa là các bạn. And called me up and said that he has to quarantine, so I can't see my friend. Let him have. Now work. Let me help. You get the front. Uh-huh. I'll get this. Now, when I was putting it in by myself, I broke the bag. Xe này hay, xe sơn là rồi. You have to be careful. Có khóa. This is đó, mua thêm một chiếc Velo Select màu xanh nữa các bạn. Okay, now, get the wheel. I broke this by accident, but I can fix it for you. Or xe ngon vậy hả, cũng còn mới hả, xe này ngon kính hơn. Oh, you had too many. Yeah, yesterday. They are fun though. I love these. That you owe them that before, right? I had 13 of them because I fixed them up. There we go. Mình sắp sửa có một cái video kế tiếp cho các bạn xem về Velo Select gì đó. You live in Phila, right? Yeah. All right. No, 6 hours. 6 hours? Phila. Chị, hai, say hi đi con. Hi. Hi đi, say hi. Say hi. Đó. Hi, hi đi. Hi. Hi đi. Rồi, hi, hi đi. Ông bán xe, ông chạy thử cho coi. Ông từ khi tiểu bang khác ông đem đến đó các bạn. Đó. Thử xe Thái rồi mặt Thái các bạn. Người mê xe Velo Select hồi xưa đó các bạn. Bây giờ á coi trên mạng mua chiếc ta chở là 2 chiếc mua luôn. Rồi ông này ở tiểu bang khác lỡ mua chiếc ông này trước rồi phải lấy luôn. It's a bicycle, right? Okay. It's better, much better than this light. Okay. You just push. Này có cái kia cả. Oh, the fender. It's fender, called the fender, yeah. No? No. Okay. This one didn't have it. Okay. And this everything works. Okay. This is nó là gì vậy? You want to take it off. Ờ, nó dễ nè. Khống chế nè. Khống chế cho nó dễ phải không? Phải không? Khỏi cung xuống. And this is a kill button to stop it. Well, what is it? To stop. To stop. Oh, stop. Okay. Or you can do this to stop. Okay, yeah, Paul. How about this one? That's for the headlight. Headlight. Yeah. Okay. But the headlight's not very good on these. Okay, let me check. You know, it's only no six. Problem. It's all, okay. If you're going to ride it at nighttime, mm-hmm. use this. Mm-hmm. It's better. In your hands. Oh. If not, they'll change. Oh. Nhỏ này mình đang nói chuyện nó lại nó phá quá. Đưa ông uống, đưa ông uống kìa. Push in. Yeah, yeah, đưa ông uống kìa. So, mời ông đi. Everything's good, I think. Yeah. Okay, okay. But you enjoy? Yeah. Thank you very careful. Much. Nice to see you. Okay. Have a good time. Yeah. Thank you. Okay. Goodbye. Bye. Bye, thank you. Thank you very much. You're welcome.
Nhìn đồ cũng pháp gửi qua mà. Cái đồ thùng đồ này zin order từ Pháp này các bạn. Cái tông mới luôn. Hôm nay mình nhận thêm một chiếc xe Velo Solet từ ở địa bang khác, người ta đem đến. Bây giờ mình thấy chiếc xe này, xe màu xanh này các bạn. Đó. Xe màu xanh này nhìn cái màu nó nhu, nó màu cam. Đời trước. Rồi giống xe. Cũng như 4.600 nhưng mà nó là đầu đời 4.600. Giờ là đụng cho ông nội đi con. Chiếc xe này ông giới thiệu cái nào chế cái nào ấy không được. Đây là chiếc xe. Này ông già ông làm lại đây cho dễ chạy khỏi khum xuống. Đây, các bạn nhìn máy kéo nó lên là kéo cái đầu máy lên, khi các bạn chạy các bạn hạ đầu máy xuống kéo lên. Ông già này ổng cũng nhiều sáng kiến thôi các bạn. Rồi cái gì làm cái đồ cái hen đó để khiêng chiếc xe nè. Ổng làm cái hen này để cho mình khiêng lên á, nặng khiêng lên có gì nữa đâu. Rồi cái này cái kiếm này zin hay ổng làm luôn? Cái kiếm zin, cái kiếm là... Còn cái này là ông đây của theo chiếc xe đây, nhưng mà ông già ông chế lại cái này ở trên, ông khỏi cung xuống dưới. Cái cây đó là nó để cái cần ở dưới đây nè các bạn. Rồi ông chế cái này, cái cần ở đây cho dễ, mình thấy cũng hay các bạn. Đó, thấy không, cái này đầy đủ hết. Xe này của ổng đang chạy nha các bạn, hồi nãy chạy nhẹ lắm. Kiểm tra đồ phạt đi. Chưa. Đây bút đỏ hả? Đâu có đề. Cái gì sao? Đạp hả? Bỏ xe qua đây. Luôn luôn lúc nào tay lấy mình quay phim này cho các bạn nào yêu Velo Solet thì xem nha. Ngon Vinh. Phải không? Ừ. Chào nhà. Bây giờ Vinh. Đó. Ngày mai ba chiếc xe đem ra ba cho con chạy mẹ quay phim. Cái tay e này tay phải nè, bỏ nó xuống. Niệm hồi xưa á, chiếc xe này nè, chở thằng con này bây giờ nó 34 tuổi, nó chở nó đi làm, lúc đó nó có hai con, nó đứng ở trên này. Một lần mình quéo cái này cũng được. Cái xe này dễ chạy nè, ha không? Đó gắn cái đồ gắt chân của mẹ đây nè, không mẹ mày ngồi thọ cái vỏ ở đây, bố gắt đây, thấy không? Mày thì đứng ở đây để giờ cái tay mày lên đây. Còn mày dính cái ghi đông rồi mày đứng. Nói lại cho thằng con nghe nè, này hồi nhỏ nè, chở nó lên chiếc xe này. Ở đây. Giờ có con rồi nè, con nhỏ xíu. Ông
để hai trái banh lâu cái đồ chấm ẩm chế. Chế cho đừng mòn với nó êm. Nó đừng kêu kẹt kẹt chạy nhà chạy cửa. Rồi ba chiếc xì tốt hả Nhung ha. Cái này niềm vui của ông xã mình thôi. Nè mình nhớ rồi, bỏ nó xuống nè. Chỉ quéo này thôi. Rồi buông ra hả? Nó chạy vòng vậy. Mày dám chạy không? Mình buông hắn ra. Con da bằng dặn á hả? Hi Jimmy. Jimmy đứng lên không? Hai tay vậy nè. Này nó dễ hơn như xe đạp. Nãy nó thấy mày đạp hay. Hai tay vậy đó. Ví dụ mình thấy hai tay lại, mình lên ga nhẹ nhẹ. Cái này là bốc tốt rồi, con xe lên con ga. Lên ga nhẹ nhẹ vậy nó chạy rồi. Lên ga trước ga. Đi đạp bình thường bỏ cái đầu xuống như mày á chứ bọn. Nó đứng ở đây nè. Dạ hả? Dạ này không? Lớn hơn chút. Đứng ở đây, mẹ hỏi mày sao? Chạy nó dịu nữa. Rồi mẹ leo lên chạy cho nè. Đúng quay ngang không? Leo lên đi. Mốt tập cho Jimmy đứng nè. Jimmy. Nó Jimmy nó hai nè, hai các bạn chào các bạn đi con. Hai đi, hai các bạn. Các bạn chào các bạn. Dạ. Lên ga, lên ga. Biểu diễn mà. Này chạy hay ha. Cái này sao thắng hay kia cái. Ôn chồng chở vậy đó các bạn. Hai các bạn chào các bạn, thank you các bạn đã xem những video của mình. Rồi cảm ơn các bạn nhiều nha. Các bạn hãy chờ đón xem những video kế tiếp nha các bạn. Bye.